Quốc mẫu là không mang quốc mẫu là không tiên chúa tài lộc giang đồng chúc mừng. Sông đuống hỏi thăm tên chúa tài lộc nơi nào ngã thư cầu đi vào mao điện chúa ngự khác nào cảnh tiên. Có bà tiên ni chúa núi vàng hiểu thật lòng nữ quả thay nước nhà chúa ban tài tiếp nồng gần xa đi. Thank you.
tay còn ai khất ni hứa đơn sai. Đền mẫu hoàng khiến là lời
nơi thành tích, giếng mắt xà bán nguyệt cũng kiên thần thông, muôn phép diệu huyền cứu cho trăm họ bình yên thái. Chơi khắp nơi
bầy uốn quanh sườn non suối reo hòa theo tiếng đàn kìa thung lũng rộn ràng lời đây đền Thiên Chúa đây mới thực là đền trăm hoa xinh xinh làm sao kia người sao đây nghỉ đùng vui tâu khúc sơn tràng muốn dân lắm lo đời đời rước Chúa về thank you.
đồng vân sẽ loan ra ngự ân ni cần truyền băng tòa sơn trang núi vàng thần thông biến hoa hiện hình ý. Đồ
độc sai ta hiền. Muốn đi nhà thịnh vượng lâu dài cháu con nhất tâm một là sắc son đi. Một già sắc son chúa bà linh càn khôn xoay vần độ cho tất cả muôn dân. Độ cho tất cả muôn dân phúc lành thọ hưởng, muốn đi phần tốt tươi thay tên đổi số cho đời. Thank you.
đi cây quê mặt mà mặt mà bị là xanh xanh ra cân vai ngấm nồng trời truyền văn có đôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mẫu thấy sao xa đôi vị ý bình 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 chẳng nước nghe còn đi cô còn mơ mộng giấc thiên thấy đôi dòng ấp ở bên cạnh mình sẽ đoạn cách xa hồi cung trông ra cửa bể ta mờ thuyền toi cô bé có thờ vua ba sẽ đoạn cách xa hồi cung đền thờ lập ở hướng đông cung linh cậu bé ôi cùng tam vị chúa mừng dân văn ni tam vị chúa mừng thỉnh chúa đệ nhất tây thiên vừa về thanh xa ôi cùng để nhi nguyên đồ tiên chúa bao xa bắc giang nghiên thế là người thần lá chùa với lại
qua câu tiền này chiếc cháp sơn màu xanh chúa ngồi đó lòng trần suy nghĩ thương trần phàm mà bao kẻ u mê một người con gái một đời nam phúc nghi kiêu dân người hái hoa trên bàn kia là làm tiền nữ hái hoa